Đây hiện tại là hơn 19 tiếng, vẫn còn sáng trưng thế này. 19:05 à, 18 tiếng rưỡi. Nó vẫn sáng trưng, không chịu hết pin cho. Thế chứ. Cố đợi một ngày, gần một ngày để xem nó bao giờ nó hết pin. Không bỏng mấy luôn nhỉ. Yeah.
24 tiếng một ngày rồi nha bạn, vẫn còn sáng này mà. Đó. Đây, 24 tiếng rồi nha. Bây giờ là hôm qua là mình thấy là lúc 0 giờ 4, 33, 7, 8 gì không 41 rồi, sang 1 tháng 9 rồi, 24 tiếng vẫn còn sáng này. Ui, trời mắt lắm. Mình sẽ để tiếp nhé, để xem là nó còn được bao nhiêu tiếng nữa. Rồi anh em ạ, như vậy là cái đèn này nó để sáng hết cỡ của nó sẽ là 33 tiếng. Còn khi nó yếu đi, nó sẽ tối mờ mờ như thế này là tầm 40 tiếng. Đây 40 tiếng này nó sẽ còn chỉ hơi hơi lờ mờ như thế này. Nhưng mà tầm này thì vẫn dùng được bình thường, mình vẫn thấy không tối lắm đâu. Trên cái cam nó tối nhưng mà ở ngoài vẫn bình thường. Vậy là sau nếu mà để sáng nhất là 33 tiếng nhá. Còn là khi nó yếu như này sẽ là 40 tiếng này. Mà vẫn chưa hết anh em ạ. Mình không biết để như nào cho nó hết nữa, thôi khỏi đi. Rồi, hiện tại là 16 giờ 40 là thêm 16 tiếng nữa, 16 mới 24 là 40 tiếng luôn. Vẫn sáng được bình thường như thế này. Nó không còn sáng trắng như lần trước nữa. Rồi. Hẹn lại anh em video sau nhá. Kênh Thợ Com, chúc các bạn thành công. Cam của nó mình lấy đây anh em ạ, mình lấy ở con cam năm này. Đó là hơn 40 tiếng để anh em xem này, bình nhiều nha. Đây, 43 cái file mình backup ở kia qua can chỗ A chọn anh em xem này. Rồi từ hôm bắt đầu mình bắt từ hôm 31 nhá, bắt đầu là 8 giờ 12 rồi mình lấy này, lấy dần đến đây đến mùng 2 thì mình lấy tiếp. Đó là của nó 43 file. Tổng của nó là 42 tiếng 57 phút. Dung lượng của nó là 19,2 GB. Kinh cho anh. Đó, quay cái đoạn test nhá mà phải dùng binh nhiều bệnh nguyên như đoạn cam này. Rồi. Anh em tưởng làm cái video đơn giản đâu.